Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Siren Head, Scary Horror Game. Đây là một tựa game Siren Head thuộc hãng Buggy Game. Ok, let's go. Let's go. Gì không? Ok. Rồi mình sẽ phải cẩn thận, không Siren Head sẽ xuất hiện đây. Wow, ra kia. Wow, ra leo mình, chạy đã, phía sau. Bây giờ thì mình sẽ phải ra đấy để lấy một khẩu súng. Trong ngôi nhà lấy một khẩu súng AK. Oh my god. Đạn thì không đến, không biết để đâu rồi. AK này thì chưa có đạn. Ok. Oh my god, đi bắt rồi. Wow, wow, wow. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Vào đây. Let's go. Level 1. Siren Head đang ở đây. Đây rồi. Đây là một tấm bản đồ bị rơi. Let's go. Ok. Một chiếc diều. Number 3 là gì? Đó là mình thì chạy sang đường bên kia. Ồ, đây có một cô nàng đang bị trói ở đây. Wow. Level 4. Chưa ok. Vẫn vào chỗ cũ. Lần này chắc là mình sẽ phải giải cứu cô bé này, thoát khỏi cái lồng củi ra. Let's go. Ok, và level cuối cùng này các bạn phải đi tìm một con thuyền làm sao để trốn thoát khỏi hòn đảo này. Mình sẽ đi tìm. Đây rồi, ở đây có một cái gì đó. Hòn đảo đây. Mình sẽ ra đây. Trốn thoát hòn đảo nào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Siren Head, Horror Survivor. Let's go. Đây là một con thuyền đã bị cháy. Rồi, mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Đây có những cái gì đó. Mình sẽ phải tìm xem có gì ở đây không. Cái này thì không lấy rồi, nó buộc phải dùng cái gì đó để lấy được một cái tung vít. Ở đây thì sẽ không có tung vít. Ok, mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Sẽ có gì không? Wow, tiếng oxy bao nhiêu. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ đưa ra con thuyền. Tôi chết rồi, gặp Siren Head. Wow, khi gặp Siren Head là mình chảy máu luôn, phải thật. Ở đây thì mình sẽ lắp cái này, mình lắp vào đầu này. Ok, không biết nó chạy chưa. Lên đây vận động này, đây còn thiếu một cái, đó chính là một cái que. Không biết là ngôi nhà nào đây, mình sẽ tìm tiếp xem. Oh my gosh. Thiếu một cái que. Mình thử vào ngôi nhà này xem thế nào. Ngôi nhà này rất là xa luôn. Đi qua một con sông. Ngôi nhà này không có gì. Chỉ có hai ngôi nhà cạnh nhau này thôi. Ok, let's go. Chắc chắn trong này sẽ có một cái gì đó. Bình xăng chăng? Rồi bình xăng, một cái que. Không có cái gì ở đây. Các bạn phải tìm đủ mọi thứ thì lúc đó các bạn mới thoát được khỏi cái nơi này. Ở trong máy bay này thì chắc không có gì rồi. Mình xuống vào trong ngôi nhà này xem. Một móc xích, một chiếc rìu. Và chiếc rìu này làm cái gì? Mới có phải là bổ một cái gì đó không? Để một cái que. Không phải bổ gì cả. Có bột lại phải sang một ngôi nhà khác. Đây là một trò horror game giải mã. Giải mã một cái gì đó. Không biết dùng chiếc rìu này để đọc cái gì nào. Đó, các bạn có thể tìm. Và theo mình nghĩ thì chắc chắn nó sẽ nằm ở một trong ba ngôi nhà này. Ngôi nhà cuối cùng kia thì chắc chắn nó là có rồi. Bởi vì những hai ngôi nhà này thì mình tìm nó chưa có cái nào. Đó, và mình sẽ phải chuyển sang tựa game tiếp theo thôi. Tựa game thứ tư. Sit here, how a pro. Let's go. Ok, mình sẽ mở ra. Vào trong ngôi nhà này nào. Wow. Ok, và mình đang bị rốt ở trong một căn phòng. Ở đây thì bắt đầu mình phải đi tìm cách tháo còng tay ra. Tựa game này thì điều khiển hơi khó một chút các bạn nha. Khi các bạn chơi, các bạn phải chơi bình tĩnh một chút. Nếu không thì các bạn điều khiển nó rất là khó. Thì ok, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Đó, mình lùi lại. Xem Siren Head đang đi hướng nào. Giờ nó đang đi hướng này. Mình sẽ lôi ra ngoài. Đi ra ngoài đây. Chạy đến cái điểm mà người ta cho. Rồi ok. Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Go to the main door. Ok, mình sẽ phải xuống dưới thôi. So let's go. Ok, ở trong này thì có một chiếc chìa khóa ở trong một ngôi nhà. Mình sẽ phải lấy một chiếc chìa khóa này, sau đó chạy đến điểm đây. Thì mình nghĩ sẽ ở dưới tầng. Anh trên này bị bắt rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. Play. Let's go. Ok, ở đây là một cái lán này, một chiếc máy ảnh. Mình sẽ lên đây và chụp cầu ảnh của Siren Head. Nó đây rồi. Ngôi nhà này. Ok. Đâu rồi? Mình sẽ chuồn vào trong này. Oh my god. Đang đi chuồn vào để mở cầu dao thì lại không được. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới tiếp theo. Play. Day 1. Ở trong những cái phần này, phần đầu này thì các bạn sẽ phải tìm 3 ngôi nhà, sau đó thì các bạn sẽ giải mã 3 câu đố, lúc đó thì các bạn mới hoàn thành được game phần đầu của tựa game này. Ok, và mình sẽ phải nhặt một chiếc đèn pin. Đến cửa đâu rồi? Đây rồi. Ở trong này sẽ có một chiếc máy bay. Đặt lên. Rồi let's go. Rồi mình sẽ ra ngoài. Mình phiêu bay ra kia để cho Siren Head nó tưởng ở nó thì nó sẽ sang, lúc đó thì nó sẽ không để ý mình. Ở đây thì cẩn thận các bạn dễ bị lạc trôi nhá. Đây thôi. Wow. Ok. Rồi, let's go. Giải đố một cái đầu tiên. Xem ở đây có đường đi chỗ khác không? Chết rồi, đi xin hiệu bắt rồi. Oh my god. Wow. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Help me. Ở đây bị chiếc chìa khóa rồi. Đây rồi. Đó bị khóa thì mình sẽ có chiếc chìa khóa này. Rồi mở ra. Ok, cánh cửa đã mở ra. Mình sẽ vào trong. Khi vào trong thì các bạn sẽ bị Siren Head bắt mất. Vào đây. Anh chàng cảnh sát này đã vào trong và đã bị ông Siren Head bắt mất. Ông ta đánh ngất các bạn và ông ta để các bạn vào một khu. Bây giờ các bạn phải tìm cách để làm sao để tìm trong này xem có người nào không. Đây là cái gì đây? Ok, một chiếc dìu. Khóa cửa lại. And Ultra Jagger. Ở sau này có một cô gái, các bạn đi cứu cô gái này. Help me. Help me. Ok, ở đây có một cái gì đó. Một chiếc dao trổ. Ta đang bị trói đây. Sau này có Siren Head. Mình phải tìm cách đi đường nào trốn thoát khỏi ông ta. Ông ta đi xung quanh đây. Oh my god, cô gái này sẽ đi theo mình. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game thứ 8. Horror Siren Head. Level 1. Ok. Phần này thì hình như là mình sẽ phải lên trên tầng 2. Đây rồi. Một chiếc chìa khóa. Level 2. Okay, let's go. Một chiếc ba lô. Các bạn nhìn theo cái bản đồ này nhá. Sau đó các bạn cứ đi theo và tìm đúng cái bản đồ đó là các bạn sẽ hoàn thành được game. Level 3. Ok. Let's go. Mình đã đi giải cứu anh chàng này. Một cô bé bị bắt cóc ở đây. Level 4. Level 4 biết là gì đây? Không phải ngôi nhà này. Đây rồi. Một bình sữa. Cái này dưới tầng rồi. Ông ta đang ở đây. Và mình sẽ chạy vào điểm kia. Okay, let's go. Let's carry here. Một oan. Rồi, phần này thì mình sẽ đi thu thập những anh chàng Carry và Danny. Ok, tiếp tục. Ở đây có 9 người, bắt luôn. Mười người bắt tiếp. Xem anh chàng này chạy đâu. 13 người rồi cơ, kinh đó. Rồi tiếp tục là wow, anh chàng này có 5 người rồi. Mình mới có 4 thôi. Rồi lên 5. Wow. Đây 10 người cơ. Và ăn mấy cái này. 2. Vào đây bắt luôn. Rồi, 10 người đây nữa xong. Mình sẽ bắt. Chứ không để anh ta thu thập nữa. Ok. Let's go. Đó, anh chàng là 7 người ở trên này. Đi đường này thôi. Let's go. Không biết có gặp được anh ta không. Anh ta là người rất xa mình. Đây rồi. Chạy đi đâu? Rồi ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Play. Oh my god. Oh my god, giật mình. Rồi mình sẽ chạy vào trong này. Mở cánh cửa ra. Đây là ngôi nhà của Siren Head. Đâu mà cứ mở ra là đã gặp Siren Head luôn rồi. Ok, và mình sẽ phải đi tìm một cái để tháo còng tay ra. Siren Head thì đang ở đây. Rồi, chúng ta đi rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái tháo còng tay. Một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này không biết chỗ nào. Hình như trong ngôi nhà kia. Oh my god, ông ta vào bên trong này thì sợ chứ. Wow, 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 wow. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. SCP 6789. Let's go. Xe ô tô mình thì của mình thì đang hỏng rồi. Bây giờ chắc là mình phải đi tìm một cái gì đó để sửa xe. Wow, đây là một bình ga đi xăng. Oh my god. Chị Hiền đây rồi, chạy rồi. Let's go. Khi các bạn ở gần chúng ta thì sóng điện từ sẽ làm nhiễu, cho nên các bạn phải chạy thật nhanh. Chiếc xe ô tô đang kêu rồi. Để mình xem có đổ xăng vào chiếc xe này không. Rồi. Và mình phải tìm một cái gì đó để sửa bánh xe. Covid hoặc cờ lên. Chỗ cây xăng này có gì không? Không có gì, chạy tiếp thôi. Chỗ này không chạy được. Đó, các bạn đã chạy xung quanh. Ôi, có tiếng chó. Có người chết ở đây. Bánh xe. Cái này phải cầm hai tay cho nên các bạn không thể soi đèn được, rất là tối luôn. Oh my god. Wow. Oh man. Rồi ok, và mình sẽ sàn từ cái tiếp theo. Cái đó thì mình lắp bánh xe vào khá là mình lại chạy được. Lúc đó thì mình sẽ chạy thoát được khỏi nơi này, chạy thoát khỏi Siren Head. Ok, và bây giờ thì các bạn mình khám phá từ cái tiếp theo ra Siren Granny. Play. Let's go. One day. Không có gì ở chỗ này, mình sẽ đi vào trong sâu. Là cậu. Có thể là bà ta đang lên trên này. Không bỏ được cái này luôn. Không biết lên trên này có lên được không? Mình sợ tựa game này bị lỗi thôi. Tại vì hôm nọ mình chơi thì nó lạ lỗi rồi. Có điều là thấy mình thấy update, mà update thì nó biết như thế nào. Ở đây vẫn không mở nhá các bạn nhá. Chứng tỏ tựa game này làm nó chưa chuẩn cho nên nó bị lỗi. Nhìn cái bà Siren Head này nhìn kinh thật. Đó. Và ta không thể bắt mình luôn. Không hiểu sao vậy. Wow, trên này thì không lên được. Lý do. Một miếng thịt. Khi các bạn vứt xuống dưới đất thì các bạn không nhặt lên được. Đó, một cái rất là lạ luôn của tựa game này. Yeah, và tao lên mình. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.